Những sự thật thú vị sẽ thổi bay trí não của bạn. McDonald's đã từng làm bông cải xanh có vị bong bóng. Không có gì đáng ngạc nhiên, nỗ lực để trẻ em ăn uống lành mạnh hơn đã không thành công. Thất bại với lý do đơn giản, trẻ em không thích vị rau xanh. Một số loài nấm có khả năng kiểm soát tâm trí động vật. Loài nấm nhiệt đới Ophiocordyceps lây nhiễm vào hệ thần kinh trung ương của kiến. Khi chúng ở trong cơ thể kiến được 9 ngày, chúng hoàn toàn có thể kiểm soát được chuyển động của vật chủ. Chúng buộc kiến leo lên cây, sau đó co giật và rơi xuống lớp đất ẩm mát bên dưới, nơi nấm phát triển mạnh. Khi ở đó, nấm đợi đến đúng giữa trưa để buộc kiến cắn một chiếc lá và giết chúng. Những quả cam đầu tiên không phải là màu cam. Những quả cam ban đầu từ Đông Nam Á là một giống lai dù quýt và bưởi, và chúng thực sự có màu xanh. Trên thực tế, cam ở những vùng ấm hơn như Việt Nam và Thái Lan vẫn giữ được màu xanh cho đến khi chín. Scotland có 421 từ cho tuyết. Đồng nghĩa, chúng ta có 421 sự thật thú vị về tuyết. Một số ví dụ, Sneow để bắt đầu mùa mưa hoặc tuyết. Fearful xoáy, Freaking tuyết nhẹ. Samsung kiểm tra độ bền của điện thoại với một robot hình mông. Mọi người luôn để điện thoại trong túi sau. Đó là lý do tại sao Samsung tạo ra một con robot có hình dạng giống cái mông và thậm chí con mặc quần jean để ngồi lên điện thoại để đảm bảo điện thoại có thể chịu được áp lực. Đậu phộng không phải là loại hạt về mặt kỹ thuật. Chúng là cây họ đậu. Theo Merriam-Webster, một quả hạt chỉ là một quả hạt nếu nó là một loại quả hoặc hạt khô, có vỏ cứng hoặc vỏ và nhân bên trong có thể tách rời. Điều đó có nghĩa là quả ốc chó, hạnh nhân, hạt điều và quả hồ trăng cũng không phải là các loại hạt, chúng là hạt giống. Giao loài tatu có khả năng chống đạn. Trên thực tế, một người đàn ông ở Texas đã phải nhập viện khi một viên đạn mà anh ta bắn vào một con tatu đã bật ngược lại và găm vào hàm anh ta. Lính cứu hỏa sử dụng chất làm ướt để làm ướt nước. Các hóa chất làm giảm sức căng bề mặt của nước thường, do đó nó dễ dàng lan truyền và ngấm vào các vật thể hơn. Đó là lý do tại sao nó được gọi là nước ướt. Bạch tuộc đẻ 56.000 quả trứng cùng một lúc. Con mẹ dành 6 tháng để bảo vệ những quả trứng mà nó không ăn. Những bé bạch tuộc có kích thước bằng một hạt gạo khi chúng được sinh ra. Mèo có bàn chân sau ít ngón hơn chân trước. Giống như hầu hết các loài động vật có vú 4 chân, chúng có 5 ngón chân ở phía trước, nhưng bàn chân sau của chúng chỉ có 4 ngón. Các nhà khoa học cho rằng những chiếc móng 4 ngón sau có thể giúp chúng chạy nhanh hơn. Giấy Kleenex ban đầu được dùng cho mặt nạ phòng độc. Khi thiếu bông băng trong Thế chiến thứ nhất, công ty Kimberly-Clark đã phát triển một chất thay thế bông mỏng, phẳng mà quân đội đã cố gắng sử dụng trong bộ lọc trong mặt nạ phòng độc. Chiến tranh kết thúc trước khi các nhà khoa học hoàn thiện vật liệu làm mặt nạ phòng độc. Vì vậy, công ty đã phát triển lại nó để mịn và mềm hơn, sau đó tiếp thị Kleenex dưới dạng khăn giấy. Cá voi xanh ăn nửa triệu calo trong một cú đớp. Những 457.000 calo cao hơn 240 lần so với năng lượng cá voi sử dụng để vớt những loài nhuyễn thể vào miệng của nó. Túi nhỏ trong quần jean được thiết kế để đựng đồng hồ bỏ túi. Chiếc quần jean ban đầu chỉ có 4 túi, một cái nhỏ xíu, cộng thêm 2 cái ở phía trước và chỉ một cái ở phía sau. Gà Tây có thể đỏ mặt. Khi gà Tây sợ hãi hoặc phấn khích, khi những con đực nhìn thấy con cái mà chúng quan tâm, phần da nhợt nhạt trên đầu và cổ của chúng chuyển sang màu đỏ tươi, xanh lam hoặc trắng. Phần da trên mỏ của chúng được gọi là ngáy cũng đỏ lên. Hầu hết các nhân vật Disney đều đeo găng tay để giữ cho hoạt hình trở nên đơn giản. Walt Disney có thể là người đầu tiên đeo găng tay cho các nhân vật của mình, như đã thấy trong The Opry House năm 1929 với sự tham gia của chuột Mickey. Ngoài việc dễ làm hoạt hình hơn, có một lý do khác khiến Disney chọn găng tay. Disney nói với mọi người viết tiểu sử cho mình vào năm 1957. Chúng tôi không muốn cậu ấy có bàn tay chuột vì nhân vật được hướng đến giống người hơn. Người đàn ông có giọng nói trầm nhất thế giới có thể tạo ra âm thanh mà con người không thể nghe thấy. Người đàn ông có tên Tim Storms thậm chí không thể nghe thấy nốt nhạc thấp hơn 8.8 so với mức G thấp nhất trên một cây đàn piano, nhưng loài voi thì có thể. Nhờ in 3D, NASA về cơ bản có thể gửi các công cụ gửi email tới các phi hành gia. Việc đưa thiết bị mới lên trạm vũ trụ thường mất vài tháng hoặc vài năm, nhưng công nghệ mới có thể giúp các công cụ sẵn sàng trong vài giờ. Chỉ 1/4 của sa mạc Sahara là cát. Hầu hết Sahara được bao phủ bởi sỏi, mặc dù nó cũng có núi và ốc đảo, và nó không phải là sa mạc lớn nhất thế giới, đó là Nam Cực. Chuối mọc ngược. Về mặt kỹ thuật, chúng ta bóc ngược chúng. Theo lẽ tự nhiên, chúng phát triển ra ngoài từ thân của chúng, nhưng điều đó có nghĩa là cuốn của chúng thực sự hướng lên bầu trời. Khi chúng lớn hơn, các quả quay về phía mặt trời, tạo thành đường cong đặc biệt đó. Có những ngọn núi lửa hoạt động trên mặt trăng khi khủng long còn sống. Hầu hết các núi lửa có thể đã ngừng hoạt động cách đây 1 tỷ năm, nhưng những phát hiện mới của NASA cho thấy vẫn có thể còn dòng dung nham hoạt động cách đây 100 triệu năm khi khủng long vẫn còn di chuyển. Chó đánh hơi được mùi thơm bằng lỗ mũi trái.
Chó thường bắt đầu đánh hơi bằng lỗ mũi bên phải, sau đó giữ nó ở đó nếu mùi có thể báo hiệu nguy hiểm, nhưng chúng sẽ chuyển sang bên trái để tìm thứ gì đó dễ chịu như thức ăn hoặc tàn tinh. Trái bơ được đặt tên theo cơ quan sinh sản. Bản địa Mexico và Trung Mỹ đã sử dụng từ aguacate trong tiếng Nahuatl để chỉ định cả tinh hoàn và quả bơ. Loại quả này ban đầu được bán trên thị trường với tên gọi lê cá sấu ở Hoa Kỳ cho đến khi cái tên hiện tại được giữ nguyên. Con người chỉ có hai phần cơ thể không ngừng phát triển. Mũi và tai của con người ngày càng to ra, ngay cả khi phần còn lại của sự phát triển của cơ thể đã dừng lại. Nguồn gốc của câu Isthmus là từ người Hy Lạp. Trong tiếng Hy Lạp, từ cry bắt đầu bằng chữ cái chi, giống như chữ X trong bảng chữ cái La Mã. Mercedes đã phát minh ra một chiếc ô tô được điều khiển bằng phím điều khiển. Cần điều khiển trên chiếc Mercedes F200 1966 điều khiển tốc độ và hướng, thay thế cho cả vô lăng và bàn đạp. Chiếc xe cũng có thể cảm nhận được tài xế đang ngồi phía nào, vì vậy ai đó có thể điều khiển nó từ ghế phụ. Lưỡi của hươu cao cổ có thể dài 60cm. Màu đen hơi xanh đậm của chúng có lẽ là để chống cháy nắng. Ngày xưa, người châu Âu sợ ăn cà chua. Các học giả cho rằng Hernán Cortés đã mang hạt giống về vào năm 1519 với mục đích để trái cây được dùng làm vật trang trí trong vườn. Đến những năm 1700, các nhà quý tộc bắt đầu ăn cà chua, nhưng họ tin rằng loại quả này là chất độc vì mọi người sẽ chết sau khi ăn chúng. Trên thực tế, tính axit từ cà chua tạo ra chì trong đĩa ăn làm từ than bùn của người xưa, vì vậy họ sẽ chết vì nhiễm độc chì. Con người không phải là động vật duy nhất biết mơ ngủ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những con chuột mơ về việc kiếm thức ăn hoặc chạy qua mê cung. Hầu hết các loài động vật có vú đều trải qua giấc ngủ REM, chu kỳ mà các giấc mơ xảy ra. Vì vậy, các nhà khoa học cho rằng rất có thể chúng đều mơ. Tháp Eiffel có thể phát triển hơn 15cm trong mùa hè. Nguyên lý vật lý, nhiệt độ làm cho kim loại nở ra. Quái vật Frankenstein ăn chay. Sinh vật của Victor Frankenstein thực sự ăn chay. Frankenstein và những con quái vật là những nhân vật hư cấu được tạo ra bởi Mary Shelley trong cuốn tiểu thuyết Frankenstein của cô. Trong cuốn tiểu thuyết, có đoạn, thức ăn của tôi không phải của con người, tôi không giết con cừu và đứa trẻ để làm thức ăn của tôi, rau xanh và quả mọng cung cấp cho tôi đủ chất dinh dưỡng. Sai sót y tế là nguyên nhân tử vong hàng đầu. Theo một nhóm nghiên cứu của John Hopkins, 250.000 ca tử vong ở Hoa Kỳ là lỗi do y tế mỗi năm. Điều này khiến sai sót y tế trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba trong các nước. Con lười có nhiều xương cổ hơn hươu cao cổ. Mặc dù thua xa chiều dài cơ thể, nhưng cổ của con lười có nhiều xương hơn hươu cao cổ. Có 7 đốt sống ở hươu cao cổ và hầu hết ở các loài động vật có vú, nhưng có 10 đốt sống ở con lười. Ông có thể bay cao hơn cả đỉnh Everest. Theo National Geographic, ông có thể bay cao hơn 9 mét so với mực nước biển, bay cao hơn đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới. Người Ai Cập cổ đại sử dụng chuột chết để xoa dịu cơn đau răng. Ở Ai Cập cổ đại, người ta cho một con chuột chết vào miệng nếu họ bị đau răng. Theo sách Những Phương Thuốc Kỳ Lạ, lịch sử gây sốc của các phương pháp y học thực sự qua thời đại của Nathan Palofsky, chuột cũng được sử dụng như một phương thuốc chữa mụn cóc dưới thời Elizabeth ở Anh. Con người đã nhảy xa hơn ngựa trong Thế vận hội. Các kỳ Olympic kỷ lục thế giới cho nhảy xa, kỷ lục của con người bỏ xa kỷ lục thế giới do ngựa nhảy xa nhất. Mike Power lập kỷ lục năm 1991 khi nhảy 8,95m và chú ngựa Israel lập kỷ lục năm 1900 khi nhảy 6,10m. Kịch bản kẻ hủy diệt đã được bán với giá $1. James Cameron là đạo diễn từng đoạt nhiều giải thưởng của các bộ phim như Titanic, Avatar và Kẻ Hủy Diệt. Để có được bước đột phá lớn với Kẻ Hủy Diệt, ông đã bán kịch bản với giá $1 và lời hứa rằng ông sẽ có thể đảm nhận đạo diễn phim. Hành tây được tìm thấy trong mắt của một xác ướp Ai Cập. Pharaoh Ramses IV của Ai Cập cổ đại đã thay mắt mình bằng cổ hành nhỏ khi ướp xác. Những chiếc nhẫn và lớp hành tây được tôn thờ vì mọi người nghĩ rằng chúng tượng trưng cho cuộc sống vĩnh cửu. Điều này phù hợp với lý do ướp xác, cơ thể của Pharaoh tồn tại mãi mãi. Beethoven chưa bao giờ biết nhân hay chia. Ludwig van Beethoven được cho là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Nghệ sĩ piano nổi tiếng đã theo học tại một trường học tiếng Latin có tên Tyrosinium. Ở đó, ông đã học một số phép toán, nhưng không bao giờ nhân hay chia, chỉ có phép cộng. Một lần khi cần nhân 62 với 50, ông đã viết 62 xuống một dòng 50 lần và cộng tất cả lên. Nhật Bản đã phát hành KitKat lấy cảm hứng từ sushi. Trong một thời gian vào năm 2017, cửa hàng KitKat Chocolatory ở Tokyo đã làm ra 3 loại thanh sô-cô-la lấy cảm hứng từ sushi nhưng không có vị cá sống. Sushi cá ngừ thực sự là quả mâm xôi, rong biển bọc ngoài là bánh bích đinh bí đỏ.
và sushi nhiễm biển thực sự là dưa Hokkaido với phô mai mascarpone. Tất cả đều được làm từ gạo phong, sô-cô-la trắng và một chút wasabi. Heo rừng biết rửa thức ăn. National Geographic đưa tin, tại vườn thú Basel ở Thụy Sĩ, những người trông coi vườn thú đã quan sát những con lợn rừng trưởng thành và chưa trưởng thành nhặt những quả táo trên cát và mang chúng đến một con lạch gần đó trong môi trường của chúng để rửa sạch trước khi ăn. Thậm chí, những con lợn rừng đã kéo một con gà chết nguyên con đến con lạch để rửa sạch trước khi ăn thịt. Một nhà sinh thái học gọi đây là một hành vi xa xỉ. Đế chế Anh là đế chế lớn nhất trong lịch sử thế giới. Theo Quốc Alas, đế chế là một trong nhóm các quốc gia hoặc các dân tộc nằm dưới sự cai trị của một chính phủ quyền lực hoặc một hoàng đế của một lãnh thổ thường lớn hơn một vương quốc. Đế chế Anh hùng mạnh nhất vào những năm 1920 khi họ cai trị hơn 23% dân số thế giới. Đó là tương đương với khoảng 13 triệu dặm vuông. Penicillin lần đầu tiên được gọi là nước ép nấm mốc. Alexander Fleming là một trong những nhà khoa học kỳ quái đã vô tình tạo ra một đột phá khoa học. Vào năm 1928, nhà vi khuẩn học này đã để lại một đĩa Petri trong phòng thí nghiệm của mình khi ông đi nghỉ và sau khi ông phát hiện ra rằng một số chất lỏng xung quanh nấm mốc đã giết chết vi khuẩn trong đĩa. Đây là loại thuốc kháng sinh đầu tiên trên thế giới. Nhưng trước khi đặt tên nó là penicillin, ông đã gọi nó là nước ép từ nấm mốc. Tiếng gầm của sư tử MGM đã được đăng ký nhãn hiệu. Cảnh mở đầu bất kỳ bộ phim nào do studio Metro-Goldwyn-Mayer thực hiện đều có hình tượng con sư tử gầm thét với khán giả. Mặc dù MGM đã trải qua nhiều lần lặp lại các linh vật sư tử, nhưng âm thanh của tiếng gầm vẫn luôn giống nhau. Công ty đã đăng ký nhãn hiệu âm thanh với văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ vào những năm 80.